Vinaphone trân trọng thông báo chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho quý khách hòa mạng dịch vụ Vinaphone trả trước từ ngày 17 tháng 12 năm 2011 đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2011 như sau. Hòa mạng bộ kit 25.000 đồng sẽ có ngay trong tài khoản sử dụng là 20.000 đồng và 45 ngày sử dụng. Hòa mạng bộ kit 65.000 đồng tổng tài khoản sử dụng là 100.000 đồng và 90 ngày sử dụng. Với bộ kit 75.000 đồng, tổng tài khoản sử dụng lên đến 135.000 đồng và 90 ngày sử dụng. Ngay sau khi kích hoạt hòa mạng mới, quý khách nạp thẻ từ trước ngày 1 tháng 4 năm 2012 sẽ được tặng 50% giá trị thẻ nạp cho 10 thẻ đầu tiên, không phân biệt mệnh giá thẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của VNPT Tiền Giang hoặc số điện thoại tư vấn miễn phí 073-800-126 3777-777. Vinaphone luôn bên bạn dù bạn nơi đâu.